giải đáp thắc mắc Tiger Family. Ngăn bên hông cặp có kích thước bao nhiêu để mình mua bình nước? Thực ra, nếu nói kích thước bằng con số, bạn sẽ khó hình dung. Nói một cách dễ hiểu, ngăn bên hông cặp có thể để các chai nước có dung tích lên tới 650ml đấy. Astor ơi, mình thấy phía trong cặp có một chiếc dây thun, không rõ tác dụng là gì nhỉ, mình bỏ đi có được không? Ôi ôi, đừng nên bỏ chiếc dây thần kỳ đó bạn nhé. Ngăn phụ và dây thun giúp cố định sách vở trong cặp. Nhìn này, tớ có thể cho cả thế giới vào trong cặp mà vẫn gọn gàng. Thắc mắc số 3. Mình nghe nói, khóa kéo Tiger Family dễ bị hỏng lắm, có cách nào khắc phục không Astor? Các bạn nhìn này, mình kéo khóa rất dễ dàng, bí quyết rất nhỏ, đó là một tay kéo khóa, một tay giữ cố định phần vải phía đầu cặp. Bên cạnh đó, các bạn tuyệt đối đừng kéo khóa mạnh nhé, hoặc thậm chí nhấc cặp lên bằng cách nắm vào khóa kéo như thế này.